Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo, trước khi đi vào chi tiết, chúng tôi xin cảm ơn ông Đặng Quang Thái. Ông ấy gửi cho cái email nói hay lắm, dí dỏm. Tôi phải công nhận quý vị, cái ông Đặng Quang Thái này cũng có nhiều tư tưởng lạ lùng. Hôm nay tôi nhận được cái email của ông nói về vấn đề Bắc Kỳ dỏm. Thì cái câu chuyện này nó xảy ra năm 54 nhiều lắm. Nhưng mà mình phải công nhận người Việt Nam mình sống rất hài hòa, không có cái điều kỳ thị vớ vẩn. Cho nên là đôi khi trẻ con bên Nam Kỳ thì nó gọi là dân rau muống, Bắc Kỳ nó gọi là dân giá sống. Nhưng mà nó chỉ đi học với nhau, nó đánh nhau, nó giỡn rồi cũng lại hết. Người lớn bao giờ cũng thương nhau. Chứ đừng nói đến vấn đề kỳ thị Phật giáo, Công giáo, không bao giờ có. Quý vị nhà ngày xưa nhớ trước năm 75, trước năm 45, trước năm 55, thời Ngô Đình Diệm không? Cứ mỗi một cái xã, chứ đừng nói đến cái thôn nữa, là có một khuôn hội Phật tử, Phật giáo, có một ngôi chùa của khuôn hội. Chúng ta đi đến đâu, ở buổi sáng là đi học bao giờ cũng 4-5 giờ sáng dậy học bài, nghe tiếng chuông chùa nó ngân là mình dậy. Các thầy, các ni sư, ni cô, người ta tụng kinh là giờ học trò ngồi dậy để học bài, làm bài trước khi đến trường, làm một bát cơm nguội, cơm chiên rồi đi đến trường. Sống rất hồn nhiên mà nó tuyệt vời. Rồi đến buổi tối 9-10 giờ đêm lấy cái giờ các sư cũng là tụng niệm, cũng là nghe tiếng chuông chùa. Chuông chùa khuôn hội, chuông chùa tỉnh hội, quá đẹp. Làm gì có cái chuyện kỳ thị Phật giáo. Sau này cái lũ cái lũ súc sanh nó mới muốn tiêu diệt Ngô Đình Diệm thì nó mới bày ra cái trò Phật giáo, Công giáo. Người Việt Nam chúng tôi không bao giờ biết kỳ thị Công giáo, Phật giáo. Sống ở trong làng, bên này thì chùa, bên kia thì nhà thờ, vẫn đến với nhau vui vẻ. Hôm nhà này có dỗ đến để ăn đồ chay, hôm nhà kia có dỗ đến để mà đọc kinh cầu nguyện bên Công giáo. Rồi vào, quý vị nhìn đấy, tôi nói những cái điều đã xảy ra rồi. Vào những cái đêm Noel, chùa cũng nhà thờ đều tưng bừng mừng Chúa Giáng sinh. Nam thanh nữ tú, quần áo đẹp là lượt để đến chùa, đến hẹn hò, đến nói chuyện, tuyệt vời lắm cơ. Ồ, không kể sao cho xiết cái thời thanh bình thịnh trị từ năm 1955 đến 63. Cho nên cái câu chuyện của ông Đặng Quang Thái, tôi cảm ơn ông ấy đã gửi cho câu chuyện về trẻ con hồi đó Bắc Kỳ, Nam Kỳ. Nó cứ bảo dân giá sống tức là dân Nam Kỳ, mà dân rau muống là dân Bắc Kỳ. Vui vẻ lắm. Rồi Công giáo, rồi Phật giáo, rồi Cao Đài, rồi Hòa Hảo. Có một thời tôi đi dạy ở Đà Nẵng. Quý vị có nhớ Thánh Thất Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ không? Ở trên mạng là gần Tam Tòa, anh em lên trên đó, tôi có một người bạn tên là Đặng Quang Thứ. Ông ta là phối sư. Rồi tôi có là một người quen, là một ông phối sư ở Hội An. Ông ấy thuộc về Cao Đài. Anh em vẫn vui vẻ qua lại. Ông Đặng Quang Thứ ở Tòa Thánh Tây Ninh ở Đà Nẵng, Thánh Thất Cao Đài Tây Ninh, Tam Kỳ Phổ Độ, là bạn thân của tôi. Anh em chúng tôi thương nhau lắm. Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, rất là tuyệt vời. Sau này cái lũ ngố chuột rừng ở trong núi, trong rừng nó về, nó mò về, nó làm hại đất nước. Nước Việt Nam mình bắt đầu khốn nạn từ đó. Rồi tôi lại cảm ơn ông nhà văn Ngô Từ Huấn đã gửi thơ hỏi thăm về vấn đề sức khỏe và tặng quà cho Dương Đại Hải. Đó là một cái điều tuyệt vời. Chúng tôi nhận được quà của cô Maria Nguyễn. Cô là một người hình như cô ở Bến Ngự, ở Huế, tôi nghe không rõ. Hôm kia tôi đi lên chỗ quán Vĩ Dạ, có người bạn mời tôi ăn lên đó, cô Marie dành trả tiền.
Cho nên có những cái đặc biệt mà nghĩ tới là muốn ứa nước mắt. Tôi nói với quý vị là tôi sung sướng lắm. Tôi được anh em thương yêu, bà con thương yêu, quý mến. Rồi ông Ngô Tử Huấn gửi thơ, rồi ông Xuân Điềm, ông lại cho tôi biết là nhạc sĩ Trường Hải mới qua đời. Mà ông Trường Hải với tôi là anh em đã từng ở Biên Thùy với nhau, ăn cơm ngủ với nhau vui vẻ. Nhạc sĩ Trường Hải là một nhạc sĩ tài ba. Ở đây tôi chưa nghe ai hát cái bài Hận Đồ Bàn hay bằng ông Trường Hải. Tôi cũng chưa nghe ai hát cái bài, một bài nhạc của nhạc sĩ Lam Phương, tôi quên tên, hay như ông Trường Hải. Tôi còn nhớ ngày còn ở Sài Gòn, mỗi một lần tôi đi công tác về thì là ông Trường Hải ông lôi tới nhà hàng La Cabane của ông. Anh em vui vẻ với nhau. Quý vị nào ở Sài Gòn chắc còn nhớ nhà hàng La Cabane ở gần chỗ Vườn Bro. Là những người có tâm hồn ái quốc. Vậy là những người mà có tâm hồn với tôi tuyệt vời, ra đi nhiều quá. Từ thiếu tá Liên Thành đến ông Lam Phương đến ông Trường Hải. Người đáng lẽ ra đi là tôi. Thứ nhất tuổi nhiều hơn anh em, thứ nhì nữa là mình bị nhiều bệnh nhiều hơn anh em. Mà bề trên hắn còn giữ tôi lại để cho tôi hầu chuyện quý vị. Mà để anh em mình sẽ làm cái gì đó cho quê hương. Kính thưa quý vị, một bản tin tiếp theo đó là bản tin ông Đường Hạ ông tuyên bố rằng là Mỹ viện trợ vaccine cho Đài Loan là phá vỡ ba âm mưu của Tập Cận Bình. Hiện tại như quý vị biết là Mỹ đã viện trợ cho Đài Loan 2.500.000 liều viên vaccine. Trong khi đó Nhật Bản viện trợ 1.240.000 liều. Cho nên tôi đã thưa với quý vị trong phần tin trước, Đài Loan bây giờ không tốn một xu mà vaccine xài không hết. Và đó là cái do mà cái tát vào mặt của Tập Cận Bình. Cho nên tôi thưa với quý vị nhiều lần, Cộng sản nó ngối rừng lắm. Tôi dùng những ngối rừng, nó không biết phải biết trái. Nó không biết là những cái việc làm của nó sẽ đem lại cái hậu quả khốn nạn chính cho bản thân chúng nó. Đấy, đến bây giờ đó, những cái nước mà gọi là bán khai, tôi dùng cái chữ bán khai, dùng chữ mọi dợ thì tội. Mà văn minh thì chính là không không văn minh rồi. Những cái dân tộc này nó văn minh không đời nào mà nó lại đi lệ thuộc với thằng Tập Cận Bình để cho thằng Tập Cận Bình đè đầu đè cổ. Đấy như là Việt Nam bây giờ. Nếu nó là một con người văn minh thì nó phải biết đẩy tàu ra chứ. Mỗi lần tàu đem tàu tới bắn những cái tàu đánh cá của dân Việt Nam thì nó nói làm sao? Cái tàu lạ, có phải cái dân nó mỏi không? Dân bán khai không? Tại sao là tàu lạ? Thì nói thẳng là tàu của Tập Cận Bình nó bắn nó vô nó cướp đất, nó cướp cá, cướp đồ biển của mình chứ. Nhưng mà mấy cái thằng, những cái loại bán khai này nó không dám nói chuyện đó, nó chỉ nói rằng tàu lạ. Thế rồi bây giờ Tập Cận Bình nó cho 30-40 triệu tàu qua bên Việt Nam. Quý vị biết Cộng sản nó nói là ai không? Người lạ. Bây giờ Việt Nam có 30-40 triệu người lạ. Nó hành là gái Việt Nam mỗi đêm hàng chục triệu người con gái Việt Nam phải hầu nó. Đẻ ra hàng chục triệu những tàu trẻ con lạ. Rồi đây nó sẽ nói, ồ đấy là trẻ con lạ. Do những cái người lạ. Do người gái Việt Nam ngủ với mấy người lạ của Tập Cận Bình. Sau khi tàu lạ nó đem nó bắn chết hết mấy người đánh cá thì nó vào trong nước để nó ngủ làm người lạ. Cả một cái dân tộc 4.000 năm văn hiến, 5.000 năm văn hiến mà ăn nói ngố rừng như thế thì làm sao đất nước mà không có mất vào tay thằng tàu là đúng rồi. Thế nhưng mà chúng nó thường nói mà chẳng tham mất nước còn hơn mất đảng. Rồi cái thằng Hun Sen cũng thế. Thôi thì mình cho nó thuộc là Campuchia đi. Nó cũng bán khai.
văn minh không văn minh, mọi không ra mọi. Nhưng mà với cái thằng gọi là ngô rừng, mấy thằng can ngô Việt Nam đau khổ chứ, để cho cái thằng tàu lạ vô nó đè, nó giết dân Việt Nam, để cho mấy cái thằng lạ vào nơi Việt Nam, nó đè gái Việt Nam, rồi nó đẻ ra mấy đứa trẻ con lạ. Có phải chúng nó là cả một lũ lạ không? Thế thì Tập Cận Bình nó không biết tính, nó bảo cấm Đài Loan mua thuốc vaccine của Đức, nếu muốn mua thì phải ký vào là một tỉnh của Bắc Kinh và công nhận một chế độ cộng sản tàu. Thì Đài Loan người ta văn minh, Đài Loan nó vừa văn minh hơn thằng Tập Cận Bình, nó vừa giàu hơn Tập Cận Bình, nó vừa mạnh hơn Tập Cận Bình, thì làm sao có thể nghe một Tập Cận Bình là nói rằng Đài Loan là một tỉnh của tàu. Bực quá bây giờ cứ cho tàu bay bay ra bay vô để hù hù con khỉ, đúng không? Đó, hiện nay Mỹ đã cấp 2,5 triệu liều vaccine cho Đài Loan và sẽ còn đang hứa viện trợ thêm trong cái ngân sách 80 triệu liều vaccine cho Á Châu. Đài Loan cũng đã lấy cả hàng chục triệu vaccine nữa. Cho nên đó là cái lý do mà theo cái tên Đường Hạo này thì nói rằng Bắc Kinh đã bị mất mặt đối với thế giới. Dạ vâng, thưa quý vị, Tàu Cộng đã bị tát vỡ mặt đối với Đài Loan trong những ngày qua. Kính thưa quý vị, là một lần nữa chúng tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị và chúng tôi cũng xin cảm ơn ông bác sĩ Trọng Võ. Đúng, cái thuốc về oxy của bác sĩ Trọng Võ ở đây không có ai bằng. Và khán giả cũng gọi điện thoại cho tôi nhờ chuyển lời cảm ơn bác sĩ Trọng Võ. Xin kính chào quý vị và trở lại sau quảng cáo.